Tối ngày 22 tháng 4, cả nước có thêm 11.160 ca COVID-19 và có 7 trường hợp tử vong. Bộ Y tế thông tin vào ngày 22 tháng 4, cả nước thêm 11.160 ca mắc COVID-19, giảm 869 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.544.324 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.536.576 ca, trong đó có 9.076.448 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Về điều trị, trong ngày có 2.338 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.079.265 ca, số bệnh nhân nặng đang thở oxy là 822 người. Ngày 22 tháng 4, cả nước có 7 ca tử vong do COVID-19. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 11 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.998 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Về tiêm chủng, trong ngày 21 tháng 4 có 723.940 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 211.284.125 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 193.736.289 liều. Số liều tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi là 17.315.269 liều. Số liều tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là 232.567 liều. Bộ Y tế thông tin Bộ đang tiến hành xây dựng dự phòng dự thảo phương án đảm bảo công tác y tế ứng phó các tình huống dịch bệnh COVID-19 năm 2022-2023. Hôm nay, Bộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 4, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 và xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho đối tượng có nguy cơ.